kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết trưa ngày 1 tháng 2 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những xu thế thời tiết chung trên cả nước. Thưa quý vị, đúng như nhận định từ những ngày trước thì 24 giờ qua, với ảnh hưởng mạnh của rãnh gió Tây trên cao, khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào với lượng mưa vừa đến mưa to, tập trung tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Mưa nhiều phần nào đó đã góp phần cung cấp một lượng dòng chảy ít ỏi cho các sông hồ tại đây. Tuy nhiên đến sáng nay thì mưa đã dừng hẳn trên khu vực, nên nhiệt độ có dấu hiệu bật lên nhanh. Đến với khu vực giải đất miền Trung, sau khi tạm thời giảm mưa hơn trong ngày 30, thì đến ngày hôm qua mưa tăng hơn tại khu vực ven biển Trung Bộ, nên nhiệt độ trưa chiều vẫn ở mức cao từ 22 đến 24 độ tại Bắc Trung Bộ, 25 đến 27 độ tại Trung Trung Bộ và 28 đến 30 độ tại khu vực Nam Trung Bộ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn là ít mưa, ngày nắng ráo, chế độ nhiệt ẩm hầu như ít biến động, khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông, do vậy trong những ngày tới thì nhiệt độ trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục tăng và mức tăng nhiệt hầu hết đều cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 3 cho đến 4 độ. Trời chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng, trưa chiều ấm áp với mức nhiệt độ phổ biến là từ 23 đến 25 độ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Bắc Sơn La thì còn có thể lên đến là từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó thì sau khi rãnh gió Tây lướt dần sang phía Đông và suy yếu thì mưa tại khu vực Bắc Bộ cũng giảm hẳn, chỉ xảy ra vài nơi vào đêm và sáng. Lưu ý là chiều tối và đêm các ngày mùng 3, ngày mùng 4 thì vùng núi phía Tây Bắc Bộ sẽ có mưa rào nhẹ do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao. Tuy nhiên là mức độ ảnh hưởng không nhiều nên lượng mưa chỉ khoảng dưới 10mm. Với khu vực ven biển Trung Bộ thì chỉ lưu ý trong chiều tối và đêm các ngày mùng 2, ngày mùng 3, sự hoạt động của nhiễu động trong đới gió đông có khả năng gây mưa rào rải rác cho ven biển Trung Trung Bộ và ở phía bắc của Nam Trung Bộ. Sau đây thì mời quý vị theo dõi phần dự báo cho từng khu vực trong 3 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trong ngày mùng 2 tháng 2, thời tiết trên khu vực có mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 17 cho đến 27 độ. Còn sang đến ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 2 thì chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Bắc Sơn La, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng sẽ giảm nhẹ hơn. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày mùng 2 tháng 2, đêm và sáng trời nhiều mây và có sương mù rải rác vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng là từ 19 cho đến 24 độ. Còn sang đến ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 2 thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác tại các tỉnh vùng núi, nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở dưới ngưỡng 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới thì thời tiết trên khu vực có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, mưa tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng là từ 20 đến 26 độ. Còn sang đến ngày 4 tháng 2 thì ít mưa, ngày nắng thì nhiệt độ tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vào ngày mùng 2 và ngày mùng 3, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác. Mưa tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng là từ 26 đến 28 độ tại phía Bắc và từ 28 đến 30 độ tại các tỉnh phía Nam. Còn sang đến ngày mùng 4 tháng 2 thì mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng, nên nhiệt độ tăng thêm khoảng 1 độ. Khu vực Tây Nguyên thời tiết ít biến đổi, trời rét nhẹ vào đêm và sáng với nhiệt độ phổ biến là từ 17 cho đến 19 độ. Và ban ngày thì do có nắng nên nhiệt độ tăng lên ngưỡng trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Từ ngày 4 tháng 2 thì nhiệt độ trưa chiều có xu hướng tăng thêm và dao động trong khoảng là từ 29 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ trời phổ biến là ít mưa, ngày nắng, riêng các huyện ven biển miền Đông vào các ngày mùng 2, ngày mùng 3 sẽ có mưa rào nhẹ. Từ ngày mùng 4 thì nền nhiệt độ tiếp tục tăng thêm và cao nhất có thể lên đến ngưỡng là từ 33 đến 34 độ. Khu vực Biển Đông trong những ngày tới thì đới gió Đông Bắc hoạt động sẽ giảm dần. Trên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ duy trì đới gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Trong khi đó thì khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa thịnh hành đới gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 5. Lưu ý là khu vực Nam Biển Đông ngày mùng 2, ngày mùng 3 có mưa rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay cho đến ngày mùng 3 tháng 2, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có nắng nhẹ vào trưa chiều nên nhiệt độ tiếp tục tăng. Từ chiều tối ngày mùng 3 thì nhiều khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Với các tỉnh Trung Bộ trong ngày mùng 2, ngày mùng 3, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rải rác nên nhiệt độ trưa chiều giảm nhẹ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn phổ biến là ít mưa, ngày nắng ráo. Riêng các huyện ven biển miền Đông Nam Bộ thì có mưa rào nhẹ vài nơi trong các ngày mùng 2, ngày mùng 3. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!